Chợ đông qua cũng đông quá chừng ha, cũng đông mấy. Ngày xưa đi là kẹt luôn, ngày xưa đi là không có đi, không cho xe vô luôn, kẹt cứng. Thank you.
đi con. Đi từ từ thôi, đừng có đi lẹ. Đi sát vô con. Thank you.
Yeah.
đông quá mà không kẹt xe cho được. Kẹt khúc đó nó lực chìm xe cứ xéo ra. Dạ, bỏ đi chưa, cứ bỏ đi. Thầy đi ăn đi. Dạ. Em lên nhé. Chạy về cái đi camera nằm dưới vậy. Anh đây. Nóng á, nóng luôn. Quậy coi. Đi luôn. Này là mình ghép sao hay sao chị? Ghép cái mai mình gieo hột. Cái hột mai rồi mình gieo cái bắt đầu nó bằng cái đầu đũa ăn mình á, mình cắt ngang, cái mình ghép mà nuôi, nghĩ ra cây này là bao nhiêu năm. Là coi như nhỏ xíu. Coi như mình lấy cái gốc đó thôi. Thì này là hoàn toàn là mai hết, mình muốn giống gì mình ghép vô. Ghép vô, ghép nhánh vô. Chị ơi, mua một cái đi ba. 5 năm trời rồi bán có 60.000. Mua đồ mua một cái hả? Ba mua đồ mua một cái hả? Đẹp cây đó đẹp á. Mà sao? Đẹp hơn. Ôi đường té hả? Quá trời đẹp luôn. Này đến bàn chân đẹp ha. Cái này là 150, còn một cây là 60. Ủa một cặp là 100. Ủa một cặp 50. Một cặp mà 50. Một cặp ha. Là bù đen luôn, phút ba mới vậy hết. Cặp 50 ta lụm hơi mỡ bà. Anh này dám dẫn sang luôn, nãy đang bán luôn á. Cây nào nó bự bự. Nó lấy cái này đi chắc cũng 10.000. Dạ. Không bự đâu mà em làm gà bùi dữ lắm. Rồi, rồi, xong rồi. Gì? Rồi để trên cái bàn thì được, cái đâu ăn thì được. Thì ông để ông thằng Tài rồi salon nhỏ nhỏ rồi đó. Này để ông điện thằng Tài đẹp ha. Ủa cây đó đẹp quá trời luôn kìa. Chị Tha ăn cặp bà nè, một cặp 50 mà một chậu đi 60. Chậu. Mua lẻ thì 60.000 một chậu.
không cái này chắc mua hết cây này chắc cũng có cậu mới chặt thì cặp 120 sao giờ lẻ chặt để mình đi à? Hả? Rồi vòng ra tới xuống đường chợ được rồi. Mua mày à? Mua khỏi hả? Ê, có hình con gà.
tốt còn nóng lắm chứ dầu mỡ tốt được rồi. Đi mình chơi đi. Đây. Đây thì cũng có quần áo. Giờ bên kia thì cũng bán quần áo không giờ cái gì mà. Thank you.
mày chặt luôn. Không chặt chứ, chặt chứ, không chặt chứ, chết rồi. Chặt chứ, không chặt chứ. Ở đầu chợ Trà Vinh bà con coi bay vô đó chụp hình đó, đó. Bà con buôn bán ở đây đứng nhảy em ơi, nhảy em ơi, nhảy đây này, đứng anh nhảy đằng lá đi cỡ về anh hai, vô nhảy đằng lá với em đi anh hai, con biết nhảy đằng lá không chứ con nhảy về hả? Dạ con nghe giờ em đi chia sẻ một vòng rồi đó, còn cô chú mình nha, bây giờ em